thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Tấn Chương kính chào quý vị. Việt Nam dự kiến lập quỹ COVID hơn 1 tỷ đô la để tiêm phòng cho 75 triệu dân. Gia đình tù nhân Cấn Thị Thêu gặp gỡ các nhà ngoại giao phương Tây. Ứng cử viên công khai đồng tính đầu tiên tham gia cuộc đua vào Quốc hội Việt Nam. Và nhiều tin tức khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam lên kế hoạch thành lập quỹ trị giá 25.200 tỷ đồng, tức khoảng 1,1 tỷ đô la, để mua 150 triệu liều vaccine COVID cho người dân, theo Bộ Tài chính cho biết trong một thông báo đưa ra hôm 20 tháng 5. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch này, đồng thời cho biết quỹ sẽ sử dụng nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách nhà nước, theo Thông tấn xã Việt Nam. Theo thông báo của Bộ này về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do Trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng. Vaccine mua từ quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho 75 triệu người trong tổng số 98 triệu dân của Việt Nam, theo Bộ Tài chính. Bộ này còn cho biết rằng trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác mua vaccine phòng COVID-19, việc thành lập quỹ này là cần thiết đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch. Chính phủ Việt Nam vừa ký hợp đồng mua 31 triệu liều vaccine từ Pfizer của Mỹ trong năm nay. Tính đến ngày 20 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 4.809 trường hợp nhiễm COVID-19 với 39 ca tử vong. Gia đình của bà Cấn Thị Thêu, nhà tranh đấu vì quyền đất đai đang bị cầm tù, đã có buổi gặp gỡ và nhận được sự quan tâm của các nhà ngoại giao từ các nền dân chủ phương Tây. Bà Thêu và con trai Trịnh Bá Tư bị chính quyền Việt Nam hồi đầu tháng này kết án mỗi người 8 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Cũng với cáo buộc này, một người con trai khác của bà là ông Trịnh Bá Phương đang bị giam cầm, chờ ngày xét xử. Vào lúc 11:30, các phái đoàn gồm có Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Hà Lan ạ. Mục đích của cuộc gặp là gia đình em tố cáo cái bộ mặt thật của Cộng sản độc tài Việt Nam ạ. Tố cáo cái việc làm họ bắt liền một lúc ba người trong gia đình em và tố cáo cái đàn áp nhân quyền của Việt Nam trong thời gian gần đây ạ. Bà Thảo cho biết cuộc gặp gỡ giữa đại diện gia đình và các nhà ngoại giao kéo dài gần 2 giờ, trong đó họ bày tỏ sự quan tâm tới nguyện vọng của gia đình. Gia đình em có nguyện vọng là nhờ các đại sứ quán tác động để Việt Nam có dân chủ nhân quyền và họ tác động họ thả các tù nhân lương tâm trong đấy gồm khoảng 260 tù nhân lương tâm, trong đó có mẹ em Tư và anh Phương ạ. Theo Reuters, việc tống giam bà Thêu và con trai diễn ra vào thời điểm mà hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đang được chú ý, với việc bỏ tù và đe dọa các nhà hoạt động, blogger và những người bất đồng chính kiến không có dấu hiệu hạ giảm, bất chấp việc Hà Nội tích cực theo đuổi các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ hơn với các quốc gia phương Tây, đáng chú ý nhất là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Lương Thế Huy, một nhà hoạt động cho quyền của người đồng tính, lưỡng tính chuyển giới và liên giới, cũng như bình đẳng giới, trở thành người công khai đồng tính đầu tiên tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam. Nhà hoạt động 33 tuổi, từng theo học chương trình thạc sĩ luật Đại học California, phân viện Los Angeles ở Mỹ, là một trong ba ứng viên độc lập của thành phố Hà Nội tham gia ứng cử vào kỳ bầu cử Quốc hội lần thứ 15, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Theo tiểu sử tự thuật công khai trên trang Facebook cá nhân, anh Huy, hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường IC, cho biết anh cùng lúc tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Chuyên gia chính sách về giới này cam kết sẽ là tiếng nói đại diện cho giới trẻ và cộng đồng thiểu số nếu được bầu vào Quốc hội Việt Nam, theo VN Express. Anh Huy là người đầu tiên công khai đồng tính tham gia cuộc đua giành ghế trong Quốc hội Việt Nam với tư cách là ứng viên độc lập theo truyền thông trong nước. Dù Việt Nam đang dần cởi mở hơn đối với người đồng tính và cho phép các cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT được tổ chức hàng năm,
vẫn tồn tại những kỳ thị đối với cộng đồng người đồng tính ở quốc gia Đông Nam Á chủ yếu theo đạo Phật. Trong số 868 ứng cử viên đại biểu quốc hội có 71 người ngoài đảng và 9 người tự ứng cử, theo chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường được Tuổi Trẻ trích lời cho biết. Hàng chục triệu cử tri vào ngày 23 tháng 5 sẽ bầu chọn ra 500 triệu đại biểu quốc hội từ những ứng cử viên này cho khóa mới. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Hiện tại thì tất cả các tuyến vận chuyển hành khách đường bộ từ Sài Gòn buộc phải chấp hành lệnh không được dừng đón trả khách tại vùng có dịch COVID. Phía nhà xe còn chịu sự điều chỉnh về hoạt động vận tải của các tỉnh thành phố có liên quan. Ông Xuân, một tài xế vận tải hành khách bến xe miền Đông, cho biết. Tức là cái vùng từ Đà Nẵng là cái vùng dịch đi ra đó là không thấy cái hành khách vô, không thấy xe vô luôn. Vùng nào mà đã có cách ly á, thì mình không được ra vô. Còn những cái chỗ mà không có cách ly á, thì hành khách vẫn đi tới đi lui được. Ở lần bùng dịch đang lan rộng đến mấy chục tỉnh thành hiện tại, việc giao nhận hàng hóa cũng dè dặt, ông Hân nói. Cái này là giao hàng trong ngày. Cho nên là giao những ở trong thành phố rồi những cái tỉnh lân cận thôi. Ví dụ như gần đây Biên Hòa hay là Bình Dương hay là Long An đồ ấy, chỉ gần đấy thôi. Trong lệnh cấm liên quan đến vận tải hành khách lần này, chỉ yêu cầu xe khách không dừng đón trả khách tại vùng có dịch thuộc tỉnh thành theo thông báo của Bộ Y tế, chứ không phải ngừng toàn bộ xe khách đi đến các tỉnh thành như tháng 7 năm ngoái và hồi đầu tháng 1 năm nay. Ông Trần Minh Xuân giải thích. Ví dụ như hành khách muốn di chuyển là phải khai báo y tế rồi. Ở đó khi báo y tế ở địa phương đó rồi mình đi tới cái vùng nào đó, lên xe thì cũng có khai báo y tế rồi mình... tới cái khu vực khác cũng phải khai báo y tế. Ví dụ có dọc đường có khách vô đó, đi thì người ta vẫn rước đi vô. Còn trong cái vùng dịch, trong cái trạm kiểm soát là người ta không cho qua. Vận chuyển hàng hóa liên tỉnh thì không phải chịu hạn chế của lệnh cấm này. Do đó, theo ông Hân thì phải luôn thận trọng. Sợ chứ, nhưng mà bắt buộc phải đi thôi. Đi thì mình vào, mình hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc. Vào giao hàng xong là mình đi luôn. Nếu không có ở chỗ đông người, ra chờ đơn thì mình chờ chỗ vắng á. Hiện tại thì Sài Gòn đã kết thúc chuỗi gọi là không có ca nhiễm trong cộng đồng. Sau hơn 3 tháng tại thành phố này, nhà chức trách của Sài Gòn đã hoàn tất các kịch bản năng lực ứng phó phòng dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng từ thấp đến cao. Quyền Thái Lan ngày 20 tháng 5 tiến hành tiêm chủng cho tiểu thương buôn bán trong chợ và cư dân địa phương sau khi một chuỗi lây nhiễm COVID được phát hiện xung quanh các khu chợ thực phẩm chính tại Bangkok. Người dân xếp hàng chờ được tiêm chủng bên ngoài chợ Simumwang tại Pathumthani, nơi có 867 ca nhiễm được báo cáo vào tuần trước. Nhà chức trách y tế Thái Lan đã xét nghiệm khoảng 10.000 công nhân và cư dân gần đó trong tuần qua và phát hiện 8% những người buôn bán trong chợ bị lây nhiễm COVID. Những nơi có người bị nhiễm được lệnh đóng cửa, nhưng một phần chợ vẫn hoạt động bình thường. Thái Lan chế ngự được phần lớn các ca virus corona vào năm ngoái nhờ đóng cửa biên giới, thi hành lệnh cách ly bắt buộc và tích cực theo dõi người bị lây nhiễm. Những biện pháp này gây ảnh hưởng tới ngành du lịch, nhưng phần lớn giúp kiểm soát được đại dịch cho đến đầu tháng 4. Sau đó, một đợt lây nhiễm xuất phát từ các khu ăn chơi về đêm tại trung tâm Bangkok và lây lan nhanh chóng trong lúc người dân được phép đi lại trong dịp lễ giữa tháng 4. Chỉ hơn 2% trong số 70 triệu người của Thái Lan được tiêm liều vaccine đầu tiên và khoảng 1% nhận được liều thứ hai. Chính phủ nước này vốn bị chỉ trích vì bắt đầu chiến dịch tiêm chủng quá chậm chạp, hy vọng tiêm chủng cho 70% dân số trước cuối năm nay. Ngày 20 tháng 5, giới hữu trách của Mỹ tuyên bố vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech được phép tồn trữ ở nhiệt độ các tủ đông lạnh tiêu chuẩn tới một tháng. Cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Mỹ nói việc chấp thuận này sẽ làm cho vaccine được tiếp cận rộng rãi hơn. Trước đây, các ống vaccine xả đông còn niêm phong chỉ có thể tồn trữ tối đa 5 ngày. Giờ đây, vaccine có thể tồn trữ trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C trong 31 ngày.
Thay đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với những cơ sở y tế trên thế giới và những cơ sở ở vùng xa xôi của nước Mỹ, nơi việc chuyên chở cũng như cơ sở hạ tầng tồn trữ yếu kém. Canada đã có động thái tương tự nới lỏng những yêu cầu về tồn trữ đối với vaccine Pfizer và BioNTech. Vaccine này đã được cho phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ và Canada từ tháng 12 năm ngoái. Trong tháng này, cả hai nước chấp thuận cho sử dụng vaccine Pfizer đối với trẻ em 12 tuổi trở lên. Trung Quốc ngày 20 tháng 5 tố cáo một chiến hạm Mỹ xâm nhập bất hợp pháp lãnh hải của họ tại Biển Đông. Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lộc Kiên nói tàu Mỹ không được sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa, vi phạm chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy quân khu miền Nam của Trung Quốc nói tàu Curtis Weber tiến vào vùng biển mà không được phép và rằng tàu chiến và máy bay của phía Trung Quốc đã theo sát và xua đuổi chiến hạm của Hoa Kỳ. Biển Đông đã trở thành một trong nhiều điểm nóng trong mối quan hệ đầy thử thách giữa Trung Quốc và Mỹ. Washington bác điều mà họ gọi là tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Bắc Kinh tại vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20 tháng 5 dọa rằng Nga sẽ đánh rụng răng bất cứ cường quốc nào tìm cách lấn chiếm lãnh thổ nước này. Nhà lãnh đạo Nga trong một phát biểu được truyền hình tại một cuộc họp trực tuyến với các giới chức cao cấp, viện dẫn điều mà ông gọi là những nhận xét của nước ngoài nghi vấn về việc Nga kiểm soát Siberia dầu năng lượng. Bằng ngôn từ hung hăng, vốn được lòng những ủng hộ viên thuộc lực lượng vũ trang và an ninh, ông Putin nói Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức với bất cứ kẻ xâm lược nào. Bất kỳ kẻ nào muốn cắn chúng ta hay cắn xé những gì thuộc về chúng ta, những kẻ đó nên biết rằng chúng ta sẽ đánh rụng răng tất cả bọn chúng, để chúng không còn cắn xé cái gì được nữa. Và để có thể làm được điều đó, sự phát triển lực lượng vũ trang của chúng ta đóng vai trò chính yếu. Những bình luận này được đưa ra giữa lúc đang có thúc đẩy nhằm nhất trí mở một cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden với mục tiêu ngăn chặn đà xuống dốc của mối quan hệ Mỹ-Nga, vốn đang rơi vào tình trạng cực kỳ tệ hại. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 20 tháng 5 kêu gọi Israel ngưng các cuộc oanh kích pháo kích vào Gaza vì mục đích nhân đạo để cho phép người dân được tiếp cận, cứu trợ trong lúc hệ thống y tế bên trong lãnh thổ Palestine đang thiếu thốn trầm trọng. Giám đốc khu vực WHO, ông Ahmed Al-Manahri nói tại cuộc họp báo rằng việc đóng cửa các điểm ra vào đối với bệnh nhân và những nhóm y tế nhân đạo và việc giới hạn chặt chẽ các tiếp liệu y tế vào vùng này khiến cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng ngày càng trở nên tồi tệ. Các ca trọng thương đang khiến hệ thống y tế vốn đã quá tải càng trở nên căng thẳng, trong khi đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thuốc men cùng tiếp liệu thiết yếu do đại dịch COVID-19. Một đoàn xe của Liên Hợp Quốc mang hàng cứu trợ nhân đạo, trong đó có 10.000 liều vaccine virus corona của Sinopharm vào Gaza và mang người bị thương ra ngoài. Đoàn xe sẵn sàng vào Gaza khi được cho phép. Người đứng đầu của WHO tại bờ Tây và Gaza, Rick Pipercon, tuyên bố. Kể từ khi giao tranh bắt đầu hôm 10 tháng 5, các giới chức y tế tại Gaza cho hay có 230 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 65 trẻ em và 39 phụ nữ và hơn 1.700 người bị thương trong các cuộc không kích và pháo kích. Tại vùng bờ Tây bị chiếm đóng, các toán y tế bị cản trở và đánh đập, bị giữ xe cứu thương, trong khi các cơ sở y tế bị tấn công, ông Manadri cho hay. Tại Gaza, 24 cơ sở y tế bị hư hại, mất điện khiến phức tạp thêm tình hình và 3 nhà máy lọc nước mặn phục vụ cho 400.000 cư dân đã ngừng hoạt động, theo WHO. Israel và Hamas đã đồng ý sẽ ngừng bắn trên biên giới dải Gaza từ 2 giờ sáng ngày 21 tháng 5, một giới chức thuộc nhánh Hồi giáo Palestine loan báo. Một đêm tháng 5 thật đẹp tại The Ridge, một cơ sở ngoài trời tại trung tâm Kennedy, một khu phức hợp dành cho nghệ thuật trình diễn. Và đêm nay, nhiều người đang xếp hàng để chờ được tiêm chủng. Tôi muốn cách đơn giản nhất để tiêm vaccine, và đây là cách đơn giản nhất có thể. Tôi đạp xe đạp tới đây. Thật là tuyệt. Những người tới đây tiêm chủng còn được hưởng một số quyền lợi khác, ngoài tiêm chủng miễn phí và họ không cần đặt hẹn. Họ được tiêm ngừa COVID-19, lại còn được tặng một lon bia. Và đó là điều thu hút Jonathan, một du khách tham quan thành phố. Tôi được nghe về chương trình này khi theo dõi quảng cáo trên đài truyền hình cách đây độ 1 giờ khi đang ở khách sạn. Tôi đi lại thường xuyên, cho nên rất khó dàn xếp hai mũi chích liên tiếp. Được tới đây chủng ngừa có nghĩa là tôi có thể tiếp tục du hành an toàn, lại còn được uống bia, không tệ chút nào.
Những người không thích uống bia cũng hài lòng vì được tiêm vaccine Johnson & Johnson, chỉ cần tiêm một mũi duy nhất. Người ta hoặc muốn chủng ngừa hoặc không, khích lệ bằng bia, tôi nghĩ không tác dụng gì. Nhưng thêm vào đó, chúng tôi muốn tham quan The Reach và lại cũng cảm thấy áp lực xã hội. Chỉ cần tiêm một mũi, rồi lại được một lon bia, tất cả những điều đó còn được hưởng không khí trong lành nữa. Chính quyền địa phương ở Washington DC và một công ty sản xuất bia cho khu vực đã hiệp lực với trung tâm Kennedy để thực hiện sự kiện mang tên tiêm một mũi tham quan DC được một lon bia. Bia chỉ là một phần thưởng phụ khi bạn được tiêm chủng. Chương trình tổ chức rất nhanh, trong vòng 48 giờ. Tôi tin rằng văn phòng thị trưởng là bên chủ yếu thực hiện chương trình này. Những buổi chủng ngừa như thế này là một nỗ lực nhằm giúp đạt mục tiêu do Tổng thống Joe Biden đề ra là tới ngày 4 tháng 7 sắp tới phải tiêm ngừa COVID-19 cho 70% những người trưởng thành ở Mỹ. Chúng tôi có nhiều địa điểm trên khắp khu vực thủ đô mở cửa mỗi ngày theo một chương trình ấn định. Nhưng ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức những sự kiện đột xuất như thế này để bảo đảm cư dân hiểu rõ họ được tiêm vaccine miễn phí, dễ dàng và có thể còn thú vị nữa. Nhân viên y tế đăng ký cho người dân tiêm chủng cho biết sự kiện này rất thành công. Tôi đã